Hồi xưa bà Thanh nhà tao thích thầm ông Nghĩa đấy. Thật á? Sao mày biết? Thì tao đọc trộm nhật ký của bà ấy chứ sao. Sao tự nhiên lại về quê đấy? Hay ở thành phố không có cô nào giữ chân được cậu à? Già rồi, không muốn lông bông nữa, thế thôi. Tào lao, mày có 25 tuổi già đâu mà già. Đùa chứ, tớ nghĩ là với năng lực của mình thì về quê vẫn rộng cửa làm ăn. Ừ, nhưng mà bây giờ ấy, làm cái gì cũng cần vốn và nhiệt huyết. Thế cậu định làm gì? Tớ định bắt đầu mọi dự định của mình tại đây. Dự định gì ấy? Trồng hoa hữu cơ, rồi bán cho cậu làm trà hoa. Ôi, cậu đùa tớ à? Tớ không có tiền mà nhập hoa ở cậu. Cậu có bao giờ nghĩ mình sẽ làm một thứ gì đó to tát, lớn lao hơn chưa? Ví dụ như là sản xuất trà hoa, rồi bán ra thị trường chẳng hạn. Tớ là kỹ sư nông nghiệp, có kỹ năng trồng trọt. Cậu là dân kinh tế, có đầu óc buôn bán. Hơn nữa, cậu lại biết rõ về quá trình sản xuất trà hoa. Quê mình lại là vùng trồng hoa lớn nhất tỉnh nữa. Nếu như chúng ta bắt tay, biết đâu lại làm nên được một thứ gì đó mới mẻ thì sao? Chị với chú Lâm nào đó là như thế nào đấy ạ? Em đừng nghe chị Mây nói linh tinh. Chị ấy trêu chị ấy thôi. Chị bán hàng ở trước cửa nhà anh Lâm. Mọi người cứ gắng ghét linh tinh chứ có cái gì đâu. Chú Lâm bố thằng Lợi đúng không? Em cũng biết Lợi à? Em với Thanh học cùng nó mà. Xong rồi nó bị đút xuống lớp dưới. Lớp đấy nổi tiếng toàn côn đồ thôi. Thực ra ấy, thì Lợi nó cũng chỉ là đứa nghịch ngợm thôi, chứ không phải là đứa bất trị. Mà bây giờ nó còn thầu ra hoa từ xã mình đưa lên cho các đại lý ở trên thành phố đấy. Chú Lâm bố nó nghe đâu là giang hồ gác kiếm. Mà chung quy lại là chị đừng có dây dưa với bố con nhà nó, không hợp với mình đâu. Sao trước đây bố lại làm giang hồ ạ? Do thời thế xô đẩy, hơn nữa do háo thắng, cứ nghĩ nắm đấm là mạnh nhất, có thể giải quyết được mọi chuyện. Kết quả thế nào bố? Kết quả nhận ra là mình thật ấu trĩ. Có gì ấu trĩ đâu ạ? Chả nhẽ mình cứ hiền lành để người ta trèo lên đầu lên cổ thì sao? Thời trẻ bố có một người anh em ngoài xã hội, do đánh nhau một nhóm người khác bị thương nặng, nằm liệt một chỗ suốt đời. Nhìn cái cảnh vợ chú ấy vất vả, miệt mài chăm sóc cho chồng, bố cứ nghĩ đến cảnh nếu bố như vậy thì mẹ con vất vả đến nhường nào. Chứ không phải từ khi mẹ mất nên bố mới hối hận à? Mọi người cứ thích vẽ chuyện đồn đại linh tinh, đời làm gì có nhiều chuyện éo le đến vậy.